Chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ đến với nội dung của bài học số 4 trong chương trình toán hình lớp 6 Đó là hình thang cân Thì ở các buổi trước thì chúng ta đã học khá nhiều hình về khá nhiều các cái hình cơ bản rồi Ví dụ như hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành Đúng không? Đấy, ta đã học được khá nhiều cái hình, các cái hình cơ bản Mà bản thân những cái hình này thì các em đã, đã biết từ ngay từ thời có khi còn mẫu giáo đã biết rồi Được chưa? Thế vì hôm nay ta sẽ đến với nội dung hình tiếp theo Đó là hình thang cân Thế thì nhận biết hình thang cân như thế nào? Hình thang cân MNPQ có những đặc điểm sau Thứ nhất là có hai đáy MN và PQ song song với nhau Được chưa? Có hai đáy song song với nhau Hay chính là một tứ giác có một cặp cạnh đối song song Thì là hình thang Và có hai cạnh bên bằng nhau Thì là hình thang cân Đấy cái cạnh đáy này người ta gọi là đáy nhỏ. Đáy nhỏ. Còn đây là đáy lớn. Được chưa? Đấy, thế thì hình thang hình thang cân là hình thang thứ nhất là có hai đáy song song với nhau này. Có hai cạnh bên bằng nhau. MQ và NP bằng nhau. Và có hai đường chéo bằng nhau. NQ và MP bằng nhau. Được chưa? Đấy, hình thang cân thì có hai cạnh bên bằng nhau hai đường chéo bằng nhau. Được chưa? Hai góc kề với cạnh đáy thì bằng nhau, có nghĩa là ta có góc B bằng góc Q, góc M bằng góc N và tổng góc hai góc kề một cạnh bên thì bằng 180 độ. Như vậy là ta có gì? Góc Q cộng góc M bằng 180 độ. Thầy bổ sung thêm vào đây. Góc Q cộng góc M bằng góc B cộng góc N. và bằng 180 độ. Thấy chưa? Đó. Các em nắm được cái tính chất của hình, hình thang cái cân chưa? Là tứ giác có hai cạnh gì? Hai cạnh đáy song song với nhau, có hai cạnh bên bằng nhau, có hai đường chéo bằng nhau, có hai góc kề với cạnh đáy bằng nhau. <laughs> có thể là đáy nhỏ hoặc đáy lớn cứ biết là hai góc kề với một cạnh đáy thì bằng nhau. Và có tổng hai góc kề một cạnh bên thì bằng 180 độ. Được chưa? Thì đấy là những cái tính chất của hình thang cân. Tiếp theo là ta đến với chu vi và diện tích của hình thang cân. Thế thì ở tiểu học thì ta đã học cách tính chu vi diện tích của hình thang rồi. Đó là gì? Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang. Nhưng rõ ràng là gì? Đối với hình thang thì đáy nhỏ đáy lớn không bằng nhau, ta chỉ hình thang cân thì chỉ có đáy bên hai cạnh bên bằng nhau thôi. Do đó ta chỉ cần nhớ được công thức chu vi hình thang thì bằng tổng độ dài bốn cạnh còn đề bài cho bốn cạnh đấy bằng bao nhiêu thì lúc ta sẽ thay số vào nó khác với hình chữ nhật và hình thoi là gì chu vi sẽ bằng hai lần tổng của hai cạnh kề đúng không đấy nhưng mà rõ ràng hai cạnh kề của hình gì hình thang cân này không bằng nhau thì đương nhiên ta sẽ không thể dùng công thức đấy được đó ta vẫn phải tổng bốn cạnh lại với nhau mà thôi diện tích của hình thang thì sẽ bằng gì nửa tổng độ dài hai cạnh đáy nhân với chiều cao chính là gì? S bằng 1 phần 2 nhân H nhân với A cộng B. Trong đó H là đường cao. AB là hai đáy. Được chưa? H là đường cao. AB là hai đáy. Thì diện tích hình thang sẽ bằng 1 phần 2 tích đường cao nhân với tổng của hai đáy Được chưa? Đấy Thì các em nhìn cái ví dụ giúp thầy Cho hình thang có cạnh đáy A bằng 5 Đáy lớn B bằng 9 Và đường cao bằng 4 Thì ta sẽ có S bằng 1 phần 2 nhân, nhân 4 Nhân với 5 cộng 9 bằng đây là 14 x 2 là 28 cm vuông Thì ta sẽ điền được số 28 vào đây Được chưa? Đấy 1 phần 2 đường cao nhân tổng hai đáy Ví dụ thứ hai là chu vi của hình thang ABCD có hai đáy AB và CD và có cạnh bên BC. Các em nhớ rằng vì hình thang cân thì có hai cạnh bên bằng nhau, do đó người ta chỉ cần cho độ dài một cạnh bên mà thôi thì ta có chu vi hình thang C sẽ bằng 10 cộng 14 cộng với 2 x 5 thì sẽ bằng 34 cm. Được chưa? Thì ta chọn được đáp án A. Đấy. Kem đến với một số cái hình thang các cái hình thực tế trong cuộc sống mình hay gặp giúp thầy. Trong thực tế ta thường gặp các vật thể có cấu trúc hình tam giác đều hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thăng cân Chẳng hạn như cái hình dưới đây Đây chính là gì? Cái tóm tắt lại các cái hình mà ta đã học Đúng không? Đấy Ví dụ như hình lục giác đều thầy đã bảo rồi nó là cái gì? Cấu trúc của tổ ong Hoặc là gì? Cái đầu của con ốc là hình lục giác đều Được chưa? Hoặc như hình thoi thì ta sẽ thấy là gì? Hình thoi ta sẽ thấy nó là các cái hàng rào của mình đây, hay cái móc treo quần áo, đúng không? Hàng rào này, móc treo quần áo này thì nó sẽ là hình thoi này hoặc là như cái đèn đèn treo tường trang trí đây thì nó sẽ là hình thang hình thang cân đúng chưa đấy tiếp tục các em mở sang cái sơ đồ mai mép để tóm tắt các cái nội dung về hình thang cho thầy hình thang cân cho thầy nha yeah. ta đến với cái nội dung của sơ đồ mai mép tóm tắt về hình thang cân Thì đầu tiên là gì? Định nghĩa hình thang cân là một tứ giác đã. Hình thang vẫn là một tứ giác. Nhưng mà nó có gì? Có hai góc kề một đáy bằng nhau. Được chưa? Hình thang cân thì đầu tiên phải là một hình thang. Và nó có hai góc kề một đáy bằng nhau. Mà đã là hình thang rồi thì nó lại có cái gì? Hình thang thì đương nhiên là có có một cặp cạnh là song song. Có một cặp cạnh song song đấy được chưa thế thì khi một hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc có hai cạnh bên bằng nhau thì ta gọi hình thang đó là hình thang cân đấy các em nhớ dấu hiệu nhé hình thang cân là một hình thang mà hình thang là có một cặp cạnh đối là song song khi nó có thêm yếu tố là có hai góc kề một đáy có thể hai góc kề đáy dưới hoặc hai góc kề đáy trên bằng nhau thì nó được coi là hình thang cân hoặc là nó có hai cạnh bên AD, BC bằng nhau thì nó được gọi là hình thang cân ABCD được chưa? Tính chất của hình thang cân là gì? Nó mang đầy đủ tính chất của hình thang, ngoài ra còn thêm các tính chất đặc biệt khác đó là có hai cạnh bên bằng nhau này, có hai đường chéo bằng nhau này, có hai góc kề một đáy bằng nhau, đó là góc C và góc D bằng nhau này góc A và góc B bằng nhau này. Và có tổng hai góc kề với một cạnh bên thì bằng 180 độ. Có nghĩa là góc D cộng góc A thì bằng 180 độ. Góc B cộng góc C thì bằng 180 độ. Thì đấy là các tính chất của của hình thang. Ta sang cái phần dấu hiệu nhận biết hình thang. Phần kiến thức thầy muốn mở rộng thêm cho các em. Dấu hiệu nhận biết hình thang đó là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cân. Xuất phát từ hình thang đi thì nếu hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì là hình thang cân. Nếu hình thang có một có hai cạnh bên bằng nhau thì là hình thang cân. Và hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau thì là hình thang cân. Thế các em cứ nhớ rằng là gì? Tất cả các dấu hiệu nhận biết của một hình thì đều xuất phát từ tính chất của hình đó mà ra, đúng không? Nên em chỉ cần nắm được tính chất của hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành hay hình thang cân thì các em sẽ ra được dấu hiệu nhận biết của các hình đó. Được chưa? thì đấy chính là cái nội dung cái sơ đồ mind map về hình thang mà thầy muốn nhắc lại cho các em. Hay là muốn tổng kết lại cái kiến thức bài hình thang mà chúng ta vừa mới học. Bây giờ thì ta sẽ sang cái phần bài tập của bài hình thang, được chưa? Ta sẽ sang cái phần bài tập. Các em mở thờ bài tập ra giúp thầy. Ta có mục 3 la mã là bài tập này Câu 1 Tính diện tích hình thang khi biết đường cao Biết gì? Độ dài hai đáy Thì ta có S bằng 1 phần 2 đường cao Là 4 Nhân với độ dài hai đáy là 5 cộng 9 Thì bằng 28 cm vuông Ta điền được đáp án 28 Câu 2 Trong các hình sau Hình nào là hình thang cân? Người ta hỏi đâu là hình thang cân nhé. Đây là tứ giác. Đúng không? Đây là hình thang vuông. Hình thang mà có một góc vuông thì được gọi là hình thang vuông. Đây là hình thang cân. Còn đây là hình bình hành. Đúng chưa? Thế thì ta có đáp án C, hình số 3 là hình thang cân. Câu 3. Tính diện tích hình thang ở hình dưới, biết độ dài Cạnh mỗi ô vuông là 4 Có nghĩa là người ta cho độ dài cạnh các ô vuông này là 4 Người ta bắt tính diện tích Thì cách thứ nhất Các em có thể đi đếm ô 3, 6, 9 hai lửa này ghép lại là được 3 ô là 12 nghĩa, Diện tích bằng 12cm vuông Cách thứ hai là ta dùng công thức này Ta có cái đường cao này Là mấy đây Xin lỗi đây không phải 12 vì ô này không phải ô 1 Ô này là ô 44 cơ Được chưa 4 x 4 là 16 Em phải lấy 12 x 16 12 x 16 bằng 192 cơ Được chưa 192 Thế thì ba cái đường cao này là cạnh của ba ô vuông mỗi ô là 4 thì ta có đường cao là 12. Độ dài đáy nhỏ cũng là 12. Độ dài đáy lớn là 5 ô thì là 20 thì ta sẽ có này 1 phần 2 nhân 12 nhân với 12 cộng 20 bằng đây là 32 nhân với 6 thì 6 nhân 32 có phải bằng 192 cm vuông không được chưa ta điền 192 đấy thì các em có thể tính bằng cách đếm ô rồi nhân với diện tích một ô hoặc các em dùng công thức 1 phần 2 đường cao nhân tổng độ dài hai đáy được chưa câu số 4. Vẽ hình thang cân MNPQ và chọn các khẳng định đúng sau. Thì để vẽ hình thang cân này, các em xem cách vẽ luôn nhé. Thầy vẽ cạnh đáy trước. M Q. Thầy lấy trung điểm của cạnh đáy. Thầy lấy trung điểm cạnh đáy thì gióng lên trên. Vuông góc. Đấy, thầy lấy trung điểm cạnh đáy. Sau đó thầy lấy trung điểm lấy đây là trung điểm của cạnh đáy nhỏ. Đấy, thầy lấy trung điểm của cạnh đáy nhỏ. Vẫn là vuông góc nhá. Và thầy nối vào. Thì ta sẽ được hình thăng cân m n pq, Thì đấy chính là cách vẽ hình thang cân, em lưu ý cho thầy. Mặc dù trong sách giáo khoa là không yêu cầu các em vẽ hình thang cân nhưng ở đây thầy trình bày luôn cho các em cách vẽ hình thang cân được chưa? người ta hỏi là các khẳng định nào sau đây là đúng? MN và MP bằng NQ, MP bằng NQ đúng. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau. Góc QMN, QMN bằng góc NPQ, NPQ sai. Ta chỉ có hai góc kề một đáy bằng nhau, chứ không có hai góc đối đỉnh bằng nhau. Như cái này là sai. MN song song BQ MN song song BQ đã sai luôn rồi Đúng không? Hình thang thì chỉ có hai đáy song song nhau thôi Chứ không có chuyện hai cạnh bên song song với nhau Để cái này sai MQ bằng NP MQ bằng NP cũng là sai Vì đáy lớn và đáy nhỏ là có độ dài khác nhau Như vậy ta chỉ có Đáp án A là đáp án đúng Được chưa? Ta sang câu hỏi số 5 cho hình thang có diện tích có tổng độ dài hai đáy là 14 bắt tính chiều cao thì ta có S bằng 1 phần 2 H nhân với A cộng B S bằng 35 bằng 1 phần 2 nhân H nhân tổng độ dài hai đáy để cho là 14 thì từ đây các em tìm được H bằng 14 chia 2 là 7 35 chia 7 thì H bằng 5 được chưa? đơn vị là cm thì ta có chiều cao hình thang là 5 cm. Tiếp tục ta đến với câu số 6. Hình thang cân có độ dài đáy CD gấp 3 lần đáy AB. Biết diện tích là 40 và chiều cao là 4, tính độ dài hai đáy. Thì ta sẽ có diện tích S bằng 1/2 đường cao nhân với độ dài hai đáy là AB cộng CD. Đúng chưa? Và bằng 1/2 h nhân với ta có CD gấp 3 lần AB thì CD là 3 lần AB cộng AB thì chính là 4 lần AB. Đúng chưa? Đấy, thì từ đây ta thay số ra được là gì? Diện tích là 40 bằng 1/2 nhân với H là 4 nhân với 4 lần AB. Thì các em sẽ suy được AB bằng gì? 5 đúng không? 5 cm. Đấy, AB bằng 5. Người ta bắt tính độ dài hai đáy hình thang đó, AB bằng 5 thì CD sẽ bằng 3 lần AB sẽ bằng 15 cm. Người ta có AB bằng 5, CD bằng 15 cm, được chưa? Đấy, thì cái bài này cũng khá khó một chút, các em phải hết sức lưu ý. Tiếp tục ta đến với câu số 7. Ta đến với câu số 7 nữa. Cho hình thang cân có độ dài đáy PQ, đáy MN và cạnh bên NP bằng một lửa độ dài đáy PQ Thế ta sẽ có là MN bằng với NP Và bằng 1 phần 2 PQ Thì bằng 5 cm Đúng không? Thế ta sẽ tính được chu vi sẽ bằng gì? Độ dài hai đáy là PQ Cộng với MN Cộng với hai lần cạnh bên NP thì bằng gì? 10 cộng 5 cộng 2 x 5 thì bằng 25 m. Ta chọn được đáp án A. À. Được chưa? Câu số 8. Câu số 8 này. Nếu gấp đôi độ dài hai đáy của một hình thang gấp đôi độ dài hai đáy hình thang và giữ nguyên chiều cao hình thang đó thì diện tích hình thang mới gấp bao nhiêu lần ta có diện tích hình thang bằng 1 phần 2 h nhân a cộng b diện tích hình thang mới s phẩy sẽ bằng 1 phần 2 h vì giữ nguyên chiều cao đúng không nhưng gấp đôi độ dài hai đáy là 2 a cộng 2 b thì sẽ được gì ta rút hai ra ngoài thì ta sẽ được là 2 x 1 phần 2 h nhân a cộng b và bằng 2 lần s Thế thì ta thấy rằng diện tích của hình thang sẽ gấp 2 lần diện tích ban đầu. Đáp án B. Được chưa? Tăng đáy lên hai lần mà đáy là phép tổng thì đương nhiên là diện tích chỉ có thể tăng hai lần thôi chứ không phải là phép tích. Nếu tăng thêm chiều cao nữa thì nó mới là tích. Câu số 9. Một hình thang cân có độ dài cạnh bên là 6 và tổng độ dài hai đáy là 24, tính chu vi thì chu vi sẽ bằng A cộng B cộng 2 lần C trong đó C là cạnh bên còn A cộng B là hai đáy được chưa thì ta sẽ có là tổng hai đáy là 24 cộng với độ dài cạnh bên là 2 x 6 thì bằng 36 cm ta chọn đáp án B <laughs> ta đến với câu số 10 Muốn giảm diện tích của hình thang xuống 9 lần nhưng độ dài hai đáy vẫn giữ nguyên thì cần để giảm diện tích các em để ý công thức này S bằng 1 phần 2 H nhân với A cộng B Khi ta giữ nguyên độ dài hai đáy thì để giảm diện tích thì phải giảm chiều cao đúng không? Giảm diện tích bao nhiêu lần thì chiều cao giảm bấy nhiêu lần Thế thì ở đây ta phải gì? Cần giảm chiều cao xuống 9 lần Được chưa? Đấy Muốn giảm diện tích bao nhiêu lần thì cần phải giảm chiều cao đi bấy nhiêu lần Chứ không liên quan đến việc giảm hay tăng cạnh bên cả Được chưa? Các em lưu ý nhé, trong công thức của ta là chiều cao và hai đáy mà thôi Thế thì em phải giảm chiều cao xuống 9 lần Ta đến với câu số 11 Chu vi của hình thang cân có đáy và cạnh bên là Đấy. Thì các em phải phân biệt được đâu là đáy đâu cạnh bên Thì bằng cách vẽ hình thì các em sẽ phân biệt được ngay A B À, xin lỗi, người ta cho đáy là AB rồi Thì ABCD Thế Thì ta sẽ có đáy là ABCD Và cạnh bên là BC đúng không Chu vi sẽ bằng gì AB Cộng DC Cộng 2 nhân với BC Bằng 10 cộng 14 Cộng 2 nhân 5 Bằng 34 Được chưa, 34cm Thì ta chọn được đáp án B đúng không? Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho em toàn bộ nội dung của cái bài hình thang cân. Được chưa? Vì các em nhớ xem lại cho thầy cái thứ nhất là định nghĩa của hình thang cân. Thứ hai là các tính chất và từ các tính chất thì các em sẽ suy ra được cái các dấu hiệu nhận biết một hình có phải là hình thang cân hay không. Được chưa? Đấy. Thì nội dung bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. À, hẹn gặp lại các em trong các cái buổi học tiếp theo của thầy. Tạm biệt các em.